Đấy. Đã trồng xong các bác. Ngửi tí nữa cho nó phấn khích. Cảm giác không phải nói đùa đâu các bác, nhưng mùi nó cứ dịu dịu thơm thơm ấy. Mùi dịu dịu thơm thơm, ngọt ngọt mát mát. Rất là sảng khoái đấy. Ngửi tí đi các bác. Sáng người đi đào cây sưa, thì cây sưa đỏ, cây sưa đỏ nha, thẳng cứ tuột nhìn chán. Đọc đường đường đi làm về các bác. Thấy cái này thì cách nhà tầm 4-5 cây số thôi, thì cũng không có cái gì mà nào, thì từ sáng nay mới dậy sớm thì phi xa ra chỗ đấy để dùng cái kia, dùng mỗi cái cuốc kia móc nó lên rồi lại dễ sống rồi. Lúc nhìn nó cũng nhỏ nhỏ, nghĩ nó bằng, nghĩ nó chỉ bằng cái loại này, nhưng mà vào tận nơi thì nó khá là to, nó thẳng tuột, nó to kiểu thân đậu, nó đang tuổi lớn, nó rất là phồng phao các bác. Thì móc nó lên chứ không lấy bầu biết gì cả, trong vòng có mấy phút là nó bật lên thôi. Thì tay tán nó ung tùm, nó cũng cao lắm, nó giống xưa này các bác biết, xưa đỏ nhá, xưa trắng thì không nói, xưa đỏ tay tán nó vươn là thế bác, nhìn nó lòng ngoằng. Thì đào về trồng cho chậu, sau này nếu không ra ra thế gì thì để bóng mát được, cơ bản là sẽ làm một cái cây cây trực. Cái đoạn này nó rất là thẳng, làm một cái cây trực, dễ cám nó cũng khá nhiều, làm một cây trực đây, làm cây trực đây. Đoạn này cắt hết đi, cắt lên đây, thu ngắn lại, sau nó cũng phun mầm đây rất nhiều. Nếu mà nó sống thì nó phun nhanh cực, cũng xưa rồi lại giống chắc nó phun dã man. Cái mấy cái thân họ đậu, gỗ quý nhưng mà thuộc thân họ đậu quá. Giờ cắt tỉa sơ sơ đi các bác nhé. Đấy thì cắt bỏ mấy cái rễ dập với lại tay tán kia để ủ nó vào cái chậu đằng kia. Thế thôi, chắc là dễ sống rồi. Thank you.
Cứ nghĩ nó mềm nhưng mà nó rất là cứng các bạn, cứng lắm. Cái cưa của em cùn thì em không nói, chắc chắn là cùn, nhưng mà cái lõi này rất là cứng, cưa mấy cái rễ thường rất là vất vả. Đấy các bác, rất cứng, cưa ra nó cũng rất mùi, rất thơm thơm á, mùi kiểu như là này. Mùi kiểu như là cái sắn dây ấy. Mùi rất thơm, nó tỏa ra ấy. Chứ không phải là mùi thông thoảng đâu. Tỏa. Dở đấy. Cứng thế. Xưa khác. Chưa có lõi, cứng thế. Thơm, mùi, rất thơm. Thích nhỉ. Mùi hương phấn. Thích nhỉ. Đó. Nó sạch sạch tí. Đúng ra là phải có cái đồ cạp nó mịn như cái này, gọt mịn cái này, hoặc là dao cũng được, để bôi thuốc liền sẹo vào để bảo vệ cái vết thương. Thì hôm nọ em mới mua một lọ ở chợ, bây giờ dùng cái cho nó đỡ phí. Mình nói chung vẫn cứ ẩu lắm, kể cả có đồ mình vẫn cứ làm ẩu, nó thành thói quen, nhiều khi không tốt đâu. Đấy, đã trồng xong các bác. Ngửi tí nữa cho nó phấn khích, cảm giác không phải nói đùa đâu các bác, nhưng mùi nó cứ dịu dịu thơm thơm ấy. Mùi dịu dịu thơm thơm, ngọt ngọt mát mát, rất là sảng khoái đấy. Ngửi tí đi các bác. Đấy, bây giờ là cho nó nhập hội Thánh Đức Chúa Trời này, Thánh Đức Chúa Trời này, bịt khăn này.
Mình khăn kín này, vừa bảo vệ côn trùng mà lại vừa kích thích nảy mầm này bạn. Đấy, giảm mất nước đấy. Lúc nào có mầm mà nhú lên thì bỏ ra. Đấy, bác nhá. Đấy, bây giờ tạm thời trong nhập hội Thánh Đức Chúa Trời đã. Bác nha, bác không nhìn thấy đâu, người thường không nhìn thấy đâu. Rồi. Đây này, cái đoạn này người rất là thích cái đoạn rễ này, già. Ui xíu. Đoạn non non này ngửi nó mùi nó nhạt đấy. Đó. Rồi, cảm ơn các bác. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé.